Call of Gacha Shoulder tập 3. Đúng những gì mình nghĩ về 101 lá cà của Gacha, thầy chủ nhiệm đã đưa trực tiếp chiếc xe cho Gacha mà chẳng có bất kỳ đoạn phim nào chứng minh ông ấy đã thu được lá bài này. Cũng có thể sẽ liên hệ tới Varad vì hắn ta để chuyển hóa thành hình dạng đặc biệt của mình cũng phải có vài lá bài để chuyển hóa cũng như sử dụng khả năng của hắn, nên chúng ta sẽ bị lược bỏ đi một số lá bài. Ở tập trước anh ấy đã có tấm ván trượt Scabo, lần này anh ấy sẽ được trực tiếp ông thầy đưa thêm một lá bài nữa, đó là Bushido võ sĩ đạo. Và tất nhiên cả hai lá bài này sẽ kết hợp trở thành hình dạng ván trượt võ sĩ đạo của Gacha với tông màu chủ đạo là đỏ chrome. Lát mình sẽ bàn sao về hình dạng này. Được một cái thì trong tập phim chúng ta thấy được những hình ảnh khá chân thật khi Hotaro vẫn đang luyện tập kiếm thuật. Điều này càng làm mình thấy tập phim khá hay khi không phải tự nhiên mà anh ấy có thể thuần thục việc sử dụng vũ khí mà phải luyện tập từ đầu, vì sử dụng kiếm thuật không phải điều đơn giản một tay mơ hay làm được. Khẩu súng thì chúng ta có thể giảm độ giật của nó để giúp cho người bắn chuẩn xác hơn, nhưng việc sử dụng thành thục một vũ khí cận chiến thì không phải đơn giản, nên anh ấy bắt buộc luyện tập để có thể sử dụng được khả năng của Bushido. Hoặc đây là thử thách của anh ấy để chinh phục trái tim của Bushido. Trong tập lần này chúng ta sẽ có cả hai kẻ mang sức mạnh của mặt gam, một tên nhìn khá giống một chiếc đầu nắm, tên còn lại thì có tạo hình giống như một chiếc tàu ngầm. Nếu theo những hình ảnh được leak ra thì cả hai tên hình dạng đầu nắm sẽ là người với vai trò tốt, còn tên còn lại sẽ là người với vai trò xấu. Tên đầu nắm khả năng sẽ là nạn nhân của Varad để đẩy cao trào của Gacha với Varad, khiến họ trở thành hai kẻ thù đồng đội của phim. Mặc dù mục đích thu phục cũng như khống chế là 100 lá Chemi cạc, nhưng cả hai sẽ có cách thức hoạt động hoàn toàn trái ngược nhau, và có thể Hotaro cũng xin nghe được sự than khóc từ những lá bài mà Varad sử dụng. Nói tiếp những gì xảy ra trong đoạn trailer, Varad đã chính thức tới để thông báo với Hotaro về sự hiện diện của mình. Tên này chính là kẻ đã được hội đồng giả kim thuật sư cử đến với vai trò thu thập những lá Chemi. Có thể hắn sẽ đến để bắt tay Hotaro. Ban đầu cả hai nghĩ bản thân có thể là bạn sau màn đấu kiếm với nhau. Có lẽ Hotaro đã cảm nhận được điều gì từ tên này, nên mâu thuẫn cả hai sẽ được đẩy lên ở cuối tập. Tiếp đến là một vũ khí được chế tạo riêng cho cô bạn phù thủy với hình dạng một chiếc đĩa được đeo trên tay. Đây khả năng là một khẩu súng để bắn ra năng lượng mà thôi. Hy vọng nó sẽ bắn ra gì đó đặc biệt từ sức mạnh của giả kim thuật, chứ không phải là bắn ra tia năng lượng như những Rider. Và cuối cùng là trận chiến để có hình dạng mới, ván trượt võ sĩ đạo. Gần đây thì có vẻ như samurai võ sĩ đạo thường sẽ không vác kiếm ra chém, kiếm katana ra chém, mà họ sẽ cầm một vũ khí tia cung có khả năng chém trực tiếp từ phần thân cung. Nó giống hệt cái vũ khí của hình dạng Cobra Tycoon Ninja. Có lẽ Toei đang khá là vui mừng với một dạng vũ khí như thế này. Toei hay sử dụng những dạng vũ khí khả năng chuyển đổi linh hoạt cho cận chiến cũng như xa chiến để bán đồ chơi được chạy hơn. Trước đó thì chúng ta đã có Color Gaze, anh ấy đã từng sử dụng vũ khí chuyển hóa từ cung thành một chiếc drill. Nhưng vũ khí như vậy sẽ không làm rõ được kích thước của chiếc cung. Vũ khí sử dụng chính chiếc cung để trở thành lưỡi kiếm là ý tưởng khá hay, và họ sẽ tận dụng dài. Tạo hình của hình dạng này là bao gồm võ sĩ đạo, hai phần sau lưng được kết hợp với hai phần cờ hiệu của những võ sĩ đạo hay gắn ở trên lưng của mình, cũng như kết hợp với phần ống xả của Scabo. Tạo hình của form này cũng không có nhiều điều để nói, nó đặc trưng giống như tên gọi của nó vậy, và cũng chỉ là một form cơ bản. Phần áo tròn cổ của Gacha vẫn có được giữ nguyên, và nếu đúng trong tập phim này thì Gacha cũng như tên Varad, cả hai sẽ hạ gục hai tên Macram riêng biệt, và hai người thể hiện ý chí đối lập nhau trong trận chiến này và gửi tới nhau lời chúc tốt đẹp trước khi va chạm nhau liên tập kế tiếp. Nói sơ lược về tạo hình của tên Varad thì hắn ta giống như mà Chin Chaser phiên bản, không ngờ là cũ kỹ tới mức như vậy. Chắc là do tấm Chemi cạc ảnh hưởng lên gì này, chứ không thể nào. Và vũ khí đặc trưng của hắn là một thanh gươm để chuyển hóa thì không nói rồi. Còn phần tay có phần vũ khí giống như cánh tay khổng lồ. Máy xúc có khả năng thì đây sẽ một hạt riêng để kích hoạt vũ khí này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mong các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Riding On này nhé. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top Rider nào, hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Riding On. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.